Sáng ngày 1 tháng 8, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã trao giấy xuất viện cho 10 bệnh nhân mắc COVID nặng, đã khỏi bệnh và khỏe mạnh trở về nhà. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 7, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cũng đã trao giấy ra viện cho 17 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên hoàn thành quá trình điều trị của mình. Như vậy, sau hơn 2 tuần tiếp nhận và đi vào hoạt động, với những kết quả ban đầu mà bệnh viện đạt được, đánh dấu bước tiến quan trọng, góp phần không nhỏ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 còn nhiều cam go và thách thức phía trước. Tất cả bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 hầu hết đều là các ca bệnh nặng, rất nặng và nguy kịch. Nhưng với việc nỗ lực điều trị của đội ngũ nhân viên y tế kết hợp với tinh thần hợp tác kiên trì của người bệnh đã góp phần quan trọng làm nên thành công cho quá trình điều trị các bệnh nhân tại đây. Đang điều trị tại bệnh viện hồi sức COVID ở quận Tân Phú, Thủ Đức được 10 ngày, chuyển qua đây được 10 ngày. Cũng chuyển qua đây bệnh của con rất là nặng, nhưng mà bác sĩ rất là thương con và cứu con và lo lắng chăm sóc cho con đầy đủ. Lo ở đây người ta rất tốt, tốt đến mức mà mình tự không tiểu được, để được người ta lau cho mình rất là sạch sẽ. Từ đó còn thương mình, bác sĩ lúc nào trực tiếp bên mình hết, lúc nào cũng canh dò thăm hỏi mình hết. Với lại mấy anh chị tình nguyện viên thương còn hơn người nhà nữa, lúc nào cũng an ủi tinh thần của mình hết. Ở đây ai cũng thương bệnh nhân hết, cơm đồ ăn uống rất là đầy đủ, mình thiếu cái gì người ta vẫn giúp đỡ mình. Dạ, như con muốn gửi đó cộng đồng mạng là đừng có mà đăng tin mà xôn xao làm cho người bệnh mất tinh thần, tại vì cái bệnh này là tinh thần phải mạnh mới được, coi là sợ vượt qua không được, đừng có đăng đồng bậy đồng bạ.